Em chào cả nhà nhá. Nay giới thiệu cho cả nhà xem một loại dương xỉ thân rủ nhá, lá rất là đẹp nhá. Lá rất là đều này. Đây là cánh lá nó rất là đều nhá, nhưng nó lại mọc từng thành từng khóm nhỏ đây này. Đấy, từng khóm nhỏ một. Nó mọc ở trên cây dừa này, cây cau này, cây cọ này. Cây này rất là dễ trồng nhá mọi người nhá. Đây nó mọc từng khóm khóm một như này thôi. Em nhổ một khóm cho cả nhà xem nhá. Đấy, đây này. Nó là đây là cũng là một họ nhà dương xỉ nhá, nhưng nó là thân rủ. Cây này thì mà để về mọi người trang trí vào, treo vào gốc cây cảnh. Cây những cái cây cảnh mà dạng cây cao nhá. Cây cao, to cao cho nó rủ xuống. Hoặc là cho vào giỏ, cho vào chậu hoặc là giỏ ấy, trồng xong là tưới ẩm cho nó là nó sống thôi. Đấy, lá rất đẹp này, rủ xuống này. Lá rất là dài nhá, đây này. Rủ xuống 2-3 mét luôn đây này. Rủ dài chưa? Rất là dài, tận trên ngọn cây kìa. Cả nhà xem này, lá rủ cũng rất là đẹp nhá. Cái này nó có từng khóm một, khóm một đấy. Đấy, đây này. Cái này cả nhà về trồng vào cái giỏ như ở giỏ phong lan ấy, trong treo lên cho nó rủ xuống ở sân vườn nhà mình rất là đẹp. Cây này thì cực kỳ đẹp luôn mà dễ sống. Rẻ. Đây nhá. Loại này là loại dây nhá. Cây này nó là dây rừng, mình cũng chẳng biết tên nó là dây gì đâu, nhưng trồng chung với lại cây cảnh rất là đẹp. Đấy. Gốc của nó thì là từng khóm, khóm nhỏ một đây này. Khóm nhỏ một. Xong nó rủ xuống rất là đẹp. Cái này có thể dùng để trang trí vào tường của nhà mình nhé. Trồng vào các cái túi, túi đất, xong là treo ở các cái bức tường ấy, nó rủ xuống rất là đẹp đây này. Lá nó dài lắm cả nhà nhé, dài 2 mét đấy. Thân lá rất là đẹp, lá xanh nhá, xanh mướt, dài nó hình con rết. Lá là lá đối xứng như cả nhà nhá, thân lá như kiểu nó vẫn là lá nhưng không phải là dây đâu nhá, nhưng nó lại rủ xuống dưới, nó mọc nhờ trên các cái thân cây khác rất là đẹp. Đây này, như cái cây này là cây cọ nhá cả nhà nhá, nó mọc từ dưới gốc lên tận ngọn luôn, xong nó rủ xuống. Đấy, cả nhà nhìn thấy không, lá rất là đẹp này. Như này cả nhà, nếu mà ai mà muốn mua số lượng nhiều về để trang trí thì alo cho mình nhá, Zalo là 0978 598 118. Cây này thì có thể trang trí được các cái bức tường giáp ranh với nhà khác ấy. Sân nhà chúng ta có sân ấy, chúng ta trồng vào các cái giỏ đất treo lên, giỏ mùn, giỏ đất đều sống hết, cứ miễn làm sao giữ ẩm cho gốc của nó nhá. Hàng ngày chúng ta chỉ việc tưới nước thôi là sống lên. Cây thì cực kỳ nhiều, rất là đẹp, nhìn rất là mát mắt nhé. Nó là một cái dạng cây thực vật, gọi là thảm thực vật, sống ở những cái rừng sâu. Cây thì có tác dụng hút khí độc, thải ra cái oxy cho chúng ta nhé, làm trong mát cái ngôi nhà chúng ta. Hoặc là ban công, trang trí ban công, trồng ở ban công thì cho nó rủ xuống dưới, nhìn cũng rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Cả nhà mà ai mà cần cái loại cây dương xỉ thân rủ này nhá, lá rất là đẹp nhá. Đấy. Lá cực kỳ đẹp. Trồng nó từ trên thả xuống thành giỏ như ở phong lan ấy, để trang trí ban công của chúng ta nhá, trồng theo một dải ngang luôn.
Đây này, cây rất là đẹp luôn, dày, rất là đơn giản. Cách chăm sóc chỉ cần hàng ngày tưới ẩm cho cây là cây có thể sống và phát triển mạnh nhé. Chúng ta thi thoảng bón phun phân bón lá cho nó, là lá nó xanh mướt đẹp. Trang trí ở các cái bức tường này, ban công này và một số các cái cây cảnh loại to thì chúng ta treo vào đấy thì nó rủ xuống thì nó rất là đẹp cho cái khu vườn của chúng ta. Vườn của chúng ta thì càng nhiều cây xanh nhiều loại càng tốt, loại thân đứng, loại dây, loại rủ xuống. Nhà mình là chuyên cung cấp cây dương xỉ nhá, cây cái dương xỉ cổ đại này và các loại dương xỉ như dương xỉ thân rủ như này nhá. Nó nhiều loại thân lắm. Riêng về dương xỉ thì nó có hàng mấy triệu thân đấy, cả nhà nhìn thấy không? Nếu mà nó rủ xuống như này, nếu mà treo thành một cái bức tường ấy thì nó tuyệt vời luôn. Số lượng thì nó là vô kể đi. Cả nhà ai mà muốn trang trí ở các thành phố ấy, mà cần phải có không gian xanh ở trong khu nhà của chúng ta hoặc là các cái phòng làm việc nhé. Phòng làm việc, phòng ngồi nghỉ hoặc là sân vườn thì alo cho em nhé, số lượng thì cực kỳ nhiều, giá thì cực kỳ rẻ luôn. Ưu tiên cho những người mà lấy nhiều nhá. Về cây này chúng ta có thể là đề cô cho cả quán cà phê, văn phòng, nhà ở, nói chung là tất tật. Ai mà yêu quý cây xanh cần một không gian xanh sạch và có các loại oxy gì, alo cho em, Zalo của em là 0978 598 118. Em ở Hà Giang nhá, em quyết ở Hà Giang. Đấy cả nhà thấy không? Lá xanh rất đẹp luôn. Đây. Cây này thì chúng ta trang trí kiểu gì nó cũng đẹp. Đấy. Cái thân lá của nó rất là xanh. Hai lá thì xếp đối xứng với nhau, nhìn rất là đều. Khi mà chúng ta về mà chúng ta chăm sóc được, ngày nào chúng ta cũng tưới được cho nó thì nó cực kỳ là ok luôn. Rồi, em chào cả nhà nhé.